Anh trai C2 là chương trình đặt ra một chuẩn mực mới cho các nghệ sĩ trẻ tham gia chương trình. Giọng ca chưa phải là tất cả, điều khán giả cần là sự sáng tạo để mang lại những giá trị mới mẻ. Làng nhạc Việt những năm gần đây chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ ca sĩ trẻ đa năng là single, songwriter, ca sĩ có khả năng sáng tác. Những tên tuổi tiêu biểu có thể kể đến như Hiếu Thứ Hai, Dương Đô Mích. Quy tụ dàn single, songwriter cùng có mặt trong đội hình nhóm nhạc toàn năng, Anh trai C2 là chương trình âm nhạc thực tế hiếm hoi tại Việt Nam có format độc đáo. Mỗi vòng thi đều khắt khe, yêu cầu nghiêm túc về sáng tạo trong âm nhạc, tạo nên lứa single, songwriter mới cho thị trường. Với nhiều anh trai có khả năng sáng tác, viết lời, produce nhạc, các boy band trong Anh trai C2 có thể kết hợp nhiều thể loại và phong cách âm nhạc khác nhau, tạo ra những bản hit mới bùng nổ từ sân khấu cho đến bảng xếp hạng âm nhạc. Chương trình trao cơ hội tỏa sáng cho các anh trai đã ra mắt hoặc chưa ra mắt, dù đang hoạt động solo hay từng có kinh nghiệm hoạt động trong các nhóm nhạc. Các anh trai không ngần ngại thử nghiệm với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ pop, R&B, hip hop đến ballad hay nhạc điện tử. Sự linh hoạt này giúp họ đáp ứng được thị hiếu âm nhạc đa dạng của khán giả hiện đại, đồng thời tạo ra những sản phẩm độc đáo và không bị gò bó bởi một phong cách cố định. Chương trình đã tạo ra một sân chơi mà ở đó sự tươi mới, sáng tạo của những ngôi sao Gen Z như Hiếu Thứ Hai, Rider, Captain, Quang Hùng Master D, Jason, Pháp Kiều, Dương Đô Mích được đề cao và khai thác tối đa, điều mà hiếm có chương trình âm nhạc nào làm được. Kết hợp tinh thần teamwork và cái tôi nghệ sĩ trong một sân chơi đề cao sự tự do sáng tạo, đội hình các anh trai đã tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới mẻ và hấp dẫn. Những tiết mục trình diễn triệu view như Ngáo Ngơ 12 triệu view, Catch Me If You Can 11 triệu view, Hào Quang 11 triệu view, Thi Sĩ, You Don't Care. Tinh thần đồng đội trong chương trình không chỉ giúp các anh trai học hỏi lẫn nhau mà còn tạo nên một môi trường sáng tạo đầy cảm hứng, nơi mỗi nghệ sĩ đều có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Bước đi táo bạo đầy khác biệt của show Anh Trai C2 như một làn gió mới kích thích sự sáng tạo và phát triển âm nhạc Việt Nam. Đội hình trình diễn của các anh trai liên tục thay đổi qua từng live stage, nhưng điểm chung là mô hình nhóm nhạc kiểu mới với vị trí vocal, rap, dance, center, visual giống với mô hình của các nhóm nhạc K-beat, C-beat. Mỗi anh trai là một hình mẫu nghệ sĩ toàn năng truyền cảm hứng cho khán giả về một thế hệ trẻ tài năng, năng động, là hình mẫu mà khán giả yêu thích khi cân cả hát, rap, sáng tác, viết lời, vũ đạo, sản xuất nhạc và visual. Chương trình đã tạo ra loạt bản hit mới phong phú về thể loại từ pop ballad, R&B, hip hop, bắt nhịp xu thế âm nhạc hiện đại và được công chúng yêu thích. 90% các bài hát trong chương trình đều nằm trong top trending YouTube Việt Nam và thống lĩnh các nền tảng nhạc số như Spotify, iTunes với 5 triệu view trên đa nền tảng. Hai tập mới nhất 11 và 12 của chương trình đã nhanh chóng chiếm giữ vị trí top 1 và top 2 trên bảng xếp hạng top thịnh hành YouTube Việt Nam. Đồng thời, các bài hát của Anh trai C2 thống lĩnh 1/3 bảng xếp hạng YouTube Music Trending với 9 bài hát vào top 30, trong đó 6 bài chiếm vị trí từ top 1 đến top 6. Ngáo Ngơ, Walk, I'm Thinking About You, Bao Lời Con Chưa Nói, Regret, Chân Thành, ghi nhận đến 10 giờ sáng ngày 21 tháng 8. Tập trung hoàn toàn vào các bài hát mới và nghệ sĩ trẻ, sẵn sàng đột phá để mang lại những giá trị lớn trong việc định hình xu hướng âm nhạc mới và phát triển một thế hệ nghệ sĩ đầy triển vọng. Chương trình Anh trai C2 đã mang đến một làn gió mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam và làm dậy sóng ngành giải trí với những bước đi táo bạo. Anh trai C2 đã tạo ra được một môi trường giúp các nghệ sĩ trẻ tự do trong sáng tạo, cùng thăng hoa với âm nhạc. Đây chính là tinh thần cao nhất mà đội ngũ sáng tạo của đất Việt VAC mang đến cho Anh trai C2. Được biết, Anh trai C2 đang đi tới chặng cuối, nhận được sự quan tâm của khán giả. Không chỉ các tiết mục của chương trình liên tục nằm trong top thịnh hành, mà các chủ đề bên lề cũng trở thành chủ đề thảo luận trên các diễn đàn. Trong đêm live stage chung kết, 16 anh trai sẽ trình diễn 16 tiết mục solo. 4 bài nhóm sẽ được các đội trình diễn, phát triển từ 4 type beat đã chọn. Được biết, 16 anh trai sẽ cùng biểu diễn chung trong một tiết mục kết hợp cùng DJ, producer nổi tiếng thế giới Alan Walker. Alan Walker là DJ, kiêm nhà sản xuất âm nhạc được xem là một tượng đài EDM của thế giới. Được biết, sự áp đảo về số lượt xem và top trending bài hát có thể nói rằng Anh trai C2 thật sự là một show truyền hình hấp dẫn, có chất lượng cả về mặt nội dung lẫn âm nhạc. Thế nhưng làn sóng tiêu cực về Anh trai C2 luôn là thứ lan tràn trên mạng xã hội sau buổi tập chương trình. Trẻ trâu, nhạt nhẽo, nông tuệt là những bình luận dễ thấy khi lướt một post nào đó về Anh trai C2 trên social. Đặt cạnh một anh trai vượt ngàn chông gai, dù có chỉ số thấp hơn nhưng luôn nhận được những lời tán dương tích cực. Có thể thấy Anh trai C2 đã thua đậm về mặt hình ảnh lẫn cảm tình của khán giả trung lập. Đầu tiên, phải làm rõ định vị về người xem mà hai show hướng đến hoàn toàn khác nhau. Anh trai C2 hướng đến người xem trẻ tuổi, thuộc thế hệ Gen Z, thậm chí trẻ hơn. Anh trai vượt ngàn chông gai lại hướng đến đối tượng từ 25 đến trên 30 tuổi. Chính vì thế, Anh trai C2 tập trung vào yếu tố thuần giải trí, với dàn thí sinh trẻ trung và visual long lanh, đi kèm âm nhạc thật trendy,
cùng những tương tác vui vẻ và hài hước. Còn anh trai vượt ngàn chông gai đào sâu vào yếu tố cảm xúc, câu chuyện nhân văn của từng anh tài đã và đang đi qua đỉnh cao sự nghiệp, cùng phần âm nhạc có thể đồng cảm với nhiều độ tuổi. Về mặt nội dung của chương trình và chất lượng âm nhạc với định hướng tạo ra boy group trẻ trung mang màu sắc K-pop, anh trai C2 tham vọng thể hiện được tài năng của từng nghệ sĩ khi cho họ không gian để thể hiện khả năng trong việc sản xuất, làm nhạc, viết lời, dựng concept. Chương trình đầu tư dàn dựng những tiết mục công phu bắt mắt với phần chuyên môn âm nhạc có sự tham gia tư vấn của Zesty. Không một khán giả nào là không lầm nhầm, nửng sỏn sảm si trong suốt cả tháng trời chỉ sau một màn trình diễn của Quang Hùng, Master D, Negap, Công Dương và Nicky. Sự thành công và chất lượng về mặt âm nhạc của anh trai C2 là không thể bàn cãi. Về nội dung, sự tương tác thú vị giữa các nam ca sĩ trong anh trai C2 cũng mang đến rất nhiều niềm vui khán giả. Ở các vòng đầu, một vài gương mặt mới có thể chưa quen và bị khớp trước áp lực phải thể hiện và gồng lên để gây ấn tượng. Nhưng khi đã quen với không khí chương trình và thiết lập những mối liên hệ thân thiết, các anh trai tạo ra một tinh thần nghịch ngợm, trẻ trung và dễ chịu. Những kiểu quăng miếng giữa các thí sinh, sự tung hứng vẫn luôn thông minh và mặn mòi của Trần Thành đều là điểm sáng. Nhà sản xuất thể hiện kinh nghiệm trong việc sản xuất show truyền hình thực tế khi lồng ghép được rất nhiều những thử thách nhỏ thú vị để các nghệ sĩ thể hiện được tính cách thật, song song với việc đấu trí để thể hiện sự khôn khéo mà vẫn mang đến tính giải trí cao. Hãy nhìn tập chia đội qua trò chơi board game được lấy cảm hứng từ ma sói vẫn rất viral dù không hề có một tiết mục trình diễn nào. Tất cả những chi tiết đó đều là đặc sản trong mọi chương trình của đất Việt, là công thức mà họ đã đúc kết sẽ đảm bảo được thành công rực rỡ. Nhưng cũng chính bởi nó là công thức, vậy nên nó không có sự độc đáo cần thiết để bứt phá. Âm nhạc, hài hước, trẻ trung, để nói đó là yếu tố tạo nên thương hiệu của anh trai C2, nhưng để nói đó là yếu tố khiến nó trở nên đặc biệt hơn các chương trình khác của đất Việt thì không phải. Vẫn là những sân khấu rực rỡ, màu sắc và âm nhạc sôi động mang tính mainstream cao thường thấy ở sóng hay Smart Single. Vẫn là những tiết mục trình diễn đậm chất rap Việt, vẫn là kiểu quăng thả miếng đã từng thấy ở Người ấy là ai. Bạn hoàn toàn có thể xem ở những miếng hài 2 ngày 1 đêm, chứ chẳng cần chờ đến anh trai C2 để thấy Hiếu thứ hai hay Hurricane quăng miếng với Atus và Song Luân. Và bạn cũng chẳng phải chờ đến anh trai C2 mới được thưởng thức những bài hát mới của các nghệ sĩ trong line-up. Với sự tâm huyết mà họ có thể làm được cho chính những sản phẩm cá nhân hoặc đem đi thi trong bất cứ chương trình nào của đất Việt. Hay nhưng không mấy lạ, đó là những gì mà anh trai C2 mang đến cho khán giả trong suốt hành trình của mình. Ở chiều ngược lại, anh trai vượt ngàn chông gai sở hữu line-up những gương mặt đã quen thuộc với nhiều thế hệ trong gia đình người Việt và hứa hẹn sẽ mang đến một chương trình với đầy những câu chuyện sâu sắc của các nghệ sĩ từng trải. Về phần âm nhạc, anh trai vượt ngàn chông gai đánh sâu vào cảm xúc khán giả khi liên tục mang đến những đề tài về tình yêu đất nước, niềm tự hào văn hóa, tình yêu gia đình. Tinh thần mà các anh tài mang đến cũng là mối quan hệ ấm áp giữa đồng nghiệp trong showbiz, sự sẻ chia kinh nghiệm giữa các thế hệ, sự giao thoa giữa những nghệ sĩ đến từ những loại hình nghệ thuật khác nhau. Việc các anh tài ở độ tuổi trên 30 cùng tham gia một chương trình khi họ đã có những thành tựu nhất định cũng khiến nội dung tổng thể của anh trai vượt ngàn chông gai trở nên tích cực và chữa lành. Sự tương tác từ trong ra ngoài của chương trình các anh tài cũng cực kỳ sống động, không hề mang tính áp lực, drama của sự cạnh tranh mà một show sống còn thường có. Anh trai vượt ngàn chông gai mang đến những cảm xúc rất đẹp về những người đàn ông đang đi tìm lại thanh xuân với những thử thách đáng nhớ cùng bạn bè. Điều đó tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng, cộng hưởng cùng với những tiết mục độc đáo và thăng hoa đã tạo nên một anh trai vượt ngàn chông gai với chiều sâu và cảm xúc khó có thể gặp ở bất cứ chương trình nào khác. Tự thân từng tiết mục, từng công diễn, từng trải nghiệm của các anh tài đã là câu chuyện mà khán giả sẽ nhắc về nó với một tình cảm đầy trân trọng và trìu mến. Trong thời đại của những game show mang đậm màu drama cạnh tranh, một chương trình đầy tình yêu thương giữa con người với quê hương đất nước dễ dàng tạo ra thiện cảm cho khán giả đại chúng. Nếu nói chất lượng về nội dung và âm nhạc của hai chương trình, anh trai là tương đương nhau, thì chỉ còn yếu tố cảm xúc là thứ khiến một trong hai chương trình trở nên bứt phá và độc đáo trong mắt đại chúng. Và anh trai vượt ngàn chông gai đã làm được điều đó với tất cả những điểm cộng về câu chuyện và ý nghĩa của mình.